Động khách ghê luôn. Có vẻ là mưa mỗi lúc lại hạt luôn mọi người. Chắc là xem cái chỗ nào chú mưa to quá. Ngày hôm nay có ngày dầm mưa rồi. Vâng, thì bây giờ thì mình đi về đường Hai Bà Trưng nhỉ. Đấy, lượng khách đấy, toàn giống mày dâu thôi. Nói chung là con phố Nhật thì mọi người thấy nó cũng nhiều người thì họ chưa vào thấy lạ, chứ còn ai vào nhiều rồi, ngày và đêm đều vào hết nên nó cũng không có cái gì lạ. Ở đấy thì đa phần em út ăn mặc khá là mát mẻ, tôi cũng vào tiếp đón uống bia thôi chứ nó không có cái gì đâu, có massage rồi. Đấy, thêm cái dịch vụ massage thôi chứ nó cũng chẳng có cái gì lạ cho lắm. Thế cái là vào trong đấy toàn là em út chân dài tha hồ mà ngắm. À vâng, thì hiện tại hai đứa có mặt tại con đường ở Thị Sách ở nhau với đường Lê Thánh Tôn. Mưa quá tù về trong động khách ghê luôn. Có vẻ là mưa mỗi lúc lại hạt luôn mọi người. Chắc là xem cái chỗ nào chú mưa to quá. Ngày hôm nay có ngày dầm mưa rồi.
công nhận là nếu mưa vào nó hôi thực sự luôn á. Khách sạn này nó sang cái sự luôn. Chẳng có mấy người, chỉ có con này mình hâm hâm lên thì đi dạo mưa thế này chứ thì không mọi hôm là cứ mang ô đi với đi phải rất là lười đi mưa luôn. Bên dưới này có tiệm cà phê Amazon này, một cái thương hiệu cà phê khá nổi tiếng cũng như là lớn tại trung tâm. Ây da da, vừa nặng hạt rồi. Và con đường này cũng thực sự là con đường này ăn uống và các khách sạn khá lớn tại khu vực này cũng vậy, đông lắm, nhiều giá ăn luôn. Nhưng mà hôm nay thì mưa gió nên mọi người thấy nó cũng ít, đa phần là đi xe hơi. Dọc này thì cũng có một số cái quán cóc về hè đông khách. Con đường Đông Du này nó cũng tương đối là ngắn lắm mọi người. Nó kéo được Hai Bà Trưng đến đường Đồng Khởi không có xíu, có khoảng 500m thôi. Nhưng mà cái khu này thực sự cái đường này là cái đường nhà giàu tại quanh quanh đây. Mình nhìn thấy là xe hơi này, có khách sạn VIP luôn. Con đường này. Mưa gió nghe là vắng khách.
Ôi giời ơi, mưa, ra đường này vẫn đang còn mưa. Đấy, giờ mình ra tới đường Đồng Khởi luôn này. Vâng, thì bây giờ mình cùng qua đường Mạc Thị Bưởi nhé. Này mưa gió này mà tại phố đi bộ nó cấm xe cộ đi lại rồi, nên vắng. Cho mọi người xem cái này này, khá là buồn cười. Tượng với cả mô luôn, hôm nay là tượng sơn ô màu vàng luôn. Dạ thì lại mưa rồi mọi người. Lại có vẻ là có dấu hiệu lại mưa rồi. Bây giờ thì mình cùng đi thôi. Lát nữa mưa lớn xíu rồi chắc về luôn mọi người. Đấy, đây mưa đây còn có chơi chung.
Hai bên hai cái lọ là đối thủ của nhau, bật rầm rầm. Không có, bây giờ mình cả lên trên kia bắt xe mới được. Hôm nay cấm xe không cho ở bên trong rồi. Thôi về thôi. Tối ngày hôm nay thì khá là nhiều cái sự thất vọng, nhưng mà vẫn có những cái thước phim để gửi tới quý cô chú anh chị các bạn mình xem đỡ dịp cuối tuần. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.